Mark One số 1 về Mark. Vâng, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Mark One. Trong thời gian qua thì Mark One nhận được khá nhiều câu hỏi về MacBook. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm Q&A để trả lời các anh em về các câu hỏi đấy nhá. Chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi đầu tiên. Bạn Mạnh Hoàng: khi pin còn bao nhiêu phần trăm thì mình nên sạc? Khi sạc đầy 100% pin thì cứ để vậy hay rút ra? Vừa sạc pin vừa dùng máy có sao không? Để trả lời câu hỏi của Mạnh Hoàng thì anh sẽ trả lời như sau. Em sạc lúc nào cũng được, nhưng mà khuyến cáo khoảng tầm 10% thì em sẽ sạc máy. Cứ để nguyên sạc vì Apple đã khuyên cáo là nên vừa dùng vừa sạc và không được tháo pin ra. Đến với câu hỏi số 2, bạn Duy Hoàng: chuột thì em có thể cắm chuột dây vào MacBook để dùng không? Có thể dùng chuột không dây loại thường không? Hay là MacBook chỉ có thể dùng loại chuột của Apple? Việc này thì rất là đơn giản. Nhưng thấy là chúng ta vẫn có thể dùng bình thường thông qua cổng USB. Nhưng mà đối với những chiếc MacBook Pro từ năm 2016 trở lên thì em phải dùng qua cổng Type-C. Theo đó thì em cần một cái cáp chuyển đổi để mà có thể dùng chuột được như thế này. Đến câu hỏi số 3 của bạn Tiên Tiên: khi dùng MacBook thì nên lấy gì kê không? Một lần em kê ở dưới gối và em thấy bị nóng lên nên sợ bị hỏng. Máy em dùng một tí em thấy nóng, liệu có bị gì không? Anh nghĩ là em nên kê mặt phẳng, như thế thì sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì em không nên kê ở chân gối vì tản nhiệt sẽ không thoát từ được, vậy máy sẽ nóng lên. Tốt nhất là em nên kê trên bàn. Đàn ông với đàn bà thì cũng không nên để máy dưới đùi vì như thế sẽ không tốt. Còn việc máy em dùng một tiếng thấy nóng thì nếu mà em máy nóng quá thì mới có vấn đề, còn máy nóng bình thường thì máy nào cũng thế thôi. Câu hỏi số 4 của bạn Đức Anh: bàn phím của MacBook mỏng và em sợ mình gõ không khéo thì lại hỏng. Bình thường em dùng bàn phím gõ ác lắm, nếu nên bác nào có cái video chia sẻ ai đó gõ bàn phím trên MacBook không để em học hỏi. Philip. Đùa chứ bây giờ mà anh em gõ như thế thì chỉ có chết luôn thôi. Nên là tốt nhất là anh em gõ nhẹ nhẹ thôi, nâng niu nhá. Còn nếu mà hỏng bàn phím thì anh em có thể thay, giá tầm khoảng là mấy trăm thôi. Đến với hỏi số 5 của bạn Duy Hoàng: làm cách nào để tiết kiệm pin cho MacBook? Em dùng được 1/3, 1/4 ngày là hết pin. Chán quá tại quen dùng máy bản rồi không bao giờ để ý đến pin. Thì anh có một cái video anh sẽ để ở dưới description. Thì cái video đấy là để làm sao để tiết kiệm pin cho MacBook. Còn việc tiết kiệm pin thì anh nghĩ là em không nên để máy tính quá nóng khi sử dụng. Nếu 1/3, 1/4 ngày mà em sử dụng quá nhiều tác vụ như là chơi game, bật trục tác hoặc là độ sáng mắt mình full thì cái việc nhanh hết pin là bình thường. Đến với hỏi số 6 của bạn Linh Nguyễn: làm sao để tải nhạc nghe nhạc trên MacBook, có app nào hay hay không ạ? Vì em thấy ở đây phải mua nhạc về mới nghe được nên em toàn nghe nhạc trên YouTube thôi. Thì thật ra là câu hỏi này thì có nhiều lắm, ví dụ như là MP3 này, nhạc của tôi này, vân vân. Và mây ngoài ra thì em có thể nghe trên Spotify. Muốn nghe nhạc miễn phí thì em cần thiết là phải có mạng và em nghe online bình thường thôi. Câu hỏi số 7 của bạn Phương Phương: chụp ảnh trên MacBook thì em biết rồi, nhưng mọi người hay chỉnh sửa cắt ghép ảnh bằng app nào thế? App thì rất là nhiều, ví dụ như là iMagic Light này, Vao này, Big Transfer này, Syncy này, rất là nhiều. Nhưng mà nói chung là em muốn chụp ảnh đẹp và chỉnh tốt, ngon thì em nên dùng điện thoại của em. Đến câu hỏi số 8 của bạn Loan Trần: em rất thích Apple nhưng mà em không có nhiều tiền để mua. Hiện tại em đang có 15 triệu thì em mua máy nào được ạ? Anh nghĩ là quan trọng của nhu cầu của em là gì. Nếu mà nhẹ nhàng thôi, em và em thích cái đẹp mỏng thì anh có hai phương án là MD760B và MGVA2. Còn nếu mà em nhu cầu cao hơn thì anh nghĩ là em nên tiết kiệm tiền một chút nữa để nâng cấp cho mình MacBook Pro. Vậy là chúng ta cũng được khá câu hỏi rồi. Vậy thì hẹn anh em trong các clip tới. Cũng cảm ơn là tất cả anh em đã ủng hộ Mark One trong suốt thời gian qua. Anh em hãy cứ comment câu hỏi về cho Mark One.
và hẹn anh em trong các số Q&A tiếp theo nhé. Xin chào.